Vâng, xin chào các bạn, hello tất cả các anh em. Mình là Nguyễn Quang Thuận, mình là admin, là người sáng lập ra cộng đồng AutoCAD Việt Nam. Vâng, các bạn có thể tìm kiếm cộng đồng AutoCAD Việt Nam ở trên nhóm group trên Facebook. Thì đây là một nhóm mà mình lập ra từ năm 2017 và hiện tại cũng đang được rất là nhiều anh em, đang có hơn 66.600 thành viên. Tính tới thời điểm là tháng 11 năm 2020 thì đang có rất nhiều anh em trao đổi chia sẻ những kiến thức ở trên này. Thì đây là một nhóm mình đang cố gắng là đi đúng hướng nhất để tránh lọc ra những cái bài giác liên quan không liên quan đến AutoCAD. Thì anh em chia sẻ các cái thông tin, bài viết hoặc là những cái kinh nghiệm trên này rất là nhiều. Thì anh em nào mà đang chưa tham gia thì có thể tham gia trên này. Hoặc là anh em nào mà đang tham gia rồi thì có thể là đặt thêm nhiều câu hỏi để cùng trao đổi trên đây. Đó. Thì như bài viết này thì đây là một bạn Hậu Nguyễn đã chia sẻ rất là những cái hồ sơ rất là có ích cho anh em và được rất đông đảo, gần hơn 600 anh em tán thành và rất nhiều những lượt chia sẻ bình luận. Đấy, ngoài ra những cái trợ giúp khác thì cũng rất nhiều người tiếp cận đến có thể hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất. Thì đây là cộng đồng AutoCAD Việt Nam do mình sáng lập ra. Các bạn cũng có thể là theo dõi và like cái fanpage của cộng đồng AutoCAD Việt Nam, search đúng tên như vậy. Đó, thì ở đây mình sẽ thời gian tới mình sẽ cập nhật liên tục các cái bài viết về liên quan chủ đề AutoCAD. Đó, và kênh website của mình đó là cộng đồng AutoCAD Việt Nam, được liên kết trực tiếp với các cái nhóm group và fanpage. Thì bạn có thể là lên trên này tìm đao tất cả những cái thư viện hoàn toàn là miễn phí ở trên đây, được chưa ạ? Những cái thư viện miễn phí, những cái kinh nghiệm học hỏi, như bộ cài này, thư viện này, lệnh CAD này, thủ thuật về AutoCAD này, hay là các cái phần về luyện vẽ CAD. Đó, những video thực hành luyện vẽ CAD, thủ thuật AutoCAD, được chưa ạ? Đó, những cái phần lệnh CAD này, bạn phải tải những phần lệnh CAD ở trên này. Thì rất là nhiều những cái thông tin hữu ích mình sẽ up chia sẻ trên này hoàn toàn là miễn phí dành cho các bạn. Đấy, hay những cái phần về lip CAD hay dùng này, mình đang trong quá trình hoàn thiện nên sẽ đăng rất là nhiều lên trên này sau thời gian sau này. Giáo trình AutoCAD, đó, những cái file PDF giáo trình học hoàn toàn là miễn phí, được chưa? Hoặc là các bạn có thể tự học, thì mình có chia sẻ những cái khóa tự học nào ở trên mạng, ở trên YouTube, mình có thể chia sẻ tổng hợp qua đây thì bạn có thể tham khảo. Đấy, rất là có ích, rất là hữu ích cho các bạn. Đấy, ngoài ra những cái phần thư viện, ví dụ là biệt thự ở trên này, đấy, thì rất là nhiều những cái mẫu biệt thự đẹp các bạn có thể là xem, hoàn toàn là file AutoCAD hết. Đấy, rất là chi tiết đầy đủ mà mình đã sưu tầm được trong cái quá trình mình làm việc. Đó, thế thì các bạn có thể theo dõi các cái phần update tất tật có trên này thì các bạn có thể tham quan thêm nhé. Rất nhiều chủ đề khác nhau. Đó. Các bạn vào cộng đồng AutoCAD Việt Nam.com, đây là tên miền website, group cộng đồng AutoCAD Việt Nam, fanpage cộng đồng AutoCAD. Đó. Và các bạn nào yêu thích cái kênh của mình thì hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Kênh YouTube của mình là Thuận Nguyễn Quang. Nguyễn Quang Thuận. Ok, các bạn có thể tìm search trên YouTube có thể rất là dễ thấy. Thế thì trong những cái video, những cái tập list video mình phát hành thì trong đó có một cái list video về hướng dẫn luyện vẽ thực hành cho các bạn này, thì đây là một list video mà được rất nhiều bạn ủng hộ, đã được hơn 215.000 lượt xem. Đó, đây là video về 5 bước thiết lập quan trọng này. Đó, rất nhiều bạn ủng hộ video này. Đó, thì các bạn có thể tham khảo và xem những cái video này để mình cùng chia sẻ và cùng nâng cao cái kỹ năng về khi chúng ta mới nhập môn AutoCAD và cần phải học những gì, thì mình chia sẻ rất là nhiều. Đó, như cái này thì là 315 lượt xem rồi và 4.1 nghìn người tán thành ủng hộ. Đó, thì đây là chứng tỏ đây là một cái những cái chuỗi video mình tạo ra rất là chất lượng và rất nhiều bạn đánh giá rất là hay. Đó, thì các bạn có thể theo dõi cái kênh của mình trên này. Vâng, thì đây là một cái video mà mình thông báo mình chia sẻ tới, trong thời gian mình sẽ đồng bộ tất cả cái kênh liên quan đến chủ đề về AutoCAD từ website, cộng đồng cho đến cái kênh fanpage và kênh YouTube của mình. Thì hy vọng là những cái phần mà mình đóng góp nhỏ nhỏ này thì chia sẻ đến cho anh em, mang đến cho anh em những cái phần kiến thức cũng như là những cái phần kinh nghiệm học hỏi, một cái môi trường để chúng ta giao lưu đấy, cùng học hỏi, cùng phát triển. Thì hy vọng anh em sẽ cùng ủng hộ mình hơn nữa đấy. Và có một cái phần cuối, nó là nếu anh em nào có những cái thư viện hay và hữu ích giống như bạn chia sẻ với bạn Hậu Nguyễn đây, thì có thể gửi email đến cho mình là thuanquangkts@gmail.com. đây là gmail của mình, đây là thông tin với mình, các bạn có thể kết nối với mình qua đây. Đấy, thì bạn có thể gửi gmail các cái thư viện mà bạn có hữu ích thì mình sẽ chia sẻ lên trên các cái kênh website này để cho tất cả mọi người sẽ cùng download được về hoàn toàn là miễn phí.
Đó thì các bạn phải đóng góp và gửi email qua cho mình và viết tên tiêu đề là đóng góp thư viện cộng đồng Auto Kết Việt Nam đó, và gửi đến email của mình. Thì mình rất là cảm ơn cái tấm lòng của các bạn để mình sẽ chia sẻ rộng rãi hơn nữa những cái file tài liệu đó đến cho nhiều anh em hơn nữa đang cần sử dụng ở ngoài kia đó. Thế thì đây là một cái video mang tính ngắn thôi, mang tính chất thông báo thôi, thì mình cũng qua đây mình lời cuối thì mình cũng xin chúc sức khỏe tất cả các bạn, mong rằng các bạn luôn luôn là áp dụng tốt AutoCAD vào trong công việc của mình đấy, và luôn luôn là rèn luyện rất là nhiều sức khỏe, kỹ năng để chúng ta có thể là thành công hơn trong công việc, thành công hơn trong cuộc sống đấy. Và đừng quên là giao lưu với các anh em trong cộng đồng AutoCAD qua các cái kênh mà mình vừa chia sẻ ở trên đây đó. Thì rất là nhiều anh em đã cùng chia sẻ và cùng đưa ra những cái phần ý kiến về bàn luận về chủ đề này đấy, thì các bạn có thể đăng lên trên này nhé. Ok, là cuối rồi thì mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và chúc các bạn thật là nhiều điều, tất cả những cái điều tốt đẹp nhất các bạn sẽ trong cuộc sống này, sẽ cùng chúng ta sẽ cùng mạnh mẽ và cùng chinh phục, và cảm thấy rất là hạnh phúc với những gì chúng ta cống hiến. Ok, một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã đón xem, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chia sẻ tiếp theo. Xin chào.